MC rất vinh dự được gặp lại quý vị trong thời lượng bản tin ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất về tình hình mưa lũ trên thế giới, tình hình kinh tế chính trị xã hội, tình hình dịch bệnh đang rất nóng hiện nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính mà chúng tôi vừa cập nhật. Mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập liên tiếp xảy ra đối với nhiều tỉnh thành ở phía Trung Quốc, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình không biết phải làm sao. Hôm qua, nhà nước Trung Quốc cho biết, ông Tập Cận Bình nói rằng tình trạng mưa bão, lũ lụt ở Trung Quốc là vô cùng nghiêm trọng. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo rất nổi tiếng của Trung Quốc, hôm qua đã trích dẫn lời phát ngôn người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, nói rằng tuyên bố tình trạng lũ lụt ở các tỉnh là vô cùng nghiêm trọng, khi các đập bị vỡ hàng loạt và nước sông thì tràn bờ khiến cho thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Một số hồ chứa đã bị vỡ, gây ra thương vong và thiệt hại về tài sản. Tình hình lũ lụt đang vô cùng nghiêm trọng, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời ông Tập vào ngày hôm qua như vậy. Trong những ngày vừa qua, mưa lớn đã gây ra lũ quét và ngập lụt tại tỉnh Hà Nam. Quan chức thành phố Trịnh Châu ở nhiều tỉnh thành phía Nam, phía Đông cho biết ít nhất đã 12 người thiệt mạng và 5 người bị thương do lũ lụt. Trung Quốc phải nâng mức cảnh báo báo động từ lũ cấp 3 lên cấp 2 để đối phó với cả khủng hoảng. Tại sao Trung Quốc lại nâng mức cảnh báo từ cấp 3 lên cấp 2? Bởi vì cấp độ báo động nguy hiểm ở Trung Quốc ngược với Việt Nam. Khi Việt Nam thì từ cấp 1 đến cấp 2, cấp 3, cấp 4 là báo động đỏ, báo động mạnh nhất. Còn ở Trung Quốc thì ngược lại, Trung Quốc từ cấp 4, cấp 3, cấp 2 đến cấp 1, nghĩa là cấp 1 ở Trung Quốc là mức báo động đỏ cao nhất. Kính thưa quý vị, mực nước dâng cao cũng khiến hệ thống giao thông hàng chục thành phố như Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam, Vân Nam, Vũ Hán, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Thượng Hải đều bị tắc nghẽn. Thành phố Trịnh Châu đã phải dừng hoàn toàn các hoạt động tàu điện ngầm từ hôm qua sau cơn mưa với lưu lượng 200mm chỉ trong vòng 1 giờ. Khoảng 1 triệu người dân ở Phúc Kiến và Giang Tô đã phải di tản khẩn cấp trong đêm. Hàng nghìn binh lính, cảnh sát, dân quân Trung Quốc đã được điều động để giúp đỡ người dân đến những nơi an toàn, trú ẩn. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà Trung Quốc đang gặp phải. Và dường như là mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời vẫn đang ra tay vùi dập Trung Quốc để trả thù cho các nước trên thế giới. Hôm qua, kênh truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho biết quân đội của nước này đã cảnh báo mưa lũ khiến cho con đập mang tên Giang Tô ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam xuất hiện nhiều vết nứt dài tới 200m. Con đập có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Quân đội và cơ quan cảnh báo khí tượng thủy văn nhà nước Trung Quốc cảnh báo rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với mùa hè với những cơn mưa và cơn bão vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, tình trạng đô thị hóa, xây dựng đập tràn và chuyển đổi mục đích sử dụng nông nghiệp được cho là khiến tình hình mưa lũ Trung Quốc gặp những vấn đề vô cùng tồi tệ. Hôm qua, một con đập thứ hai ở tỉnh Vân Nam của phía Trung Quốc tiếp tục bị vỡ và nhấn chìm toàn bộ vùng hạ lưu, khiến cho 80 triệu dân phải di tản suốt trong đêm ngày hôm qua. Nhà nước Trung Quốc ra tuyên bố rằng tiếp tục cho phá vỡ một số tuyến đê để giải cứu một vài con đập. Hiện con đập lớn nhất của phía Trung Quốc mang tên đập Tam Hiệp vẫn chưa bị vỡ, nhưng các quan chức cấp cao nhà nước Trung Quốc cảnh báo rằng nếu cứ tình trạng mưa to, gió lớn, bão tố xảy ra như thế này thì nhiều khả năng siêu đập Tam Hiệp cũng sẽ bị vỡ. Và khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ Bắc Kinh ra ngoài Biển Đông. Trên bản đồ thế giới sẽ không còn tên Trung Quốc nữa. Khi đó Trung Quốc sẽ bị xóa sổ và đây là một điều vô cùng đen tối cho chính quyền ông Tập Cận Bình, nhưng lại là thông tin rất vui cho nhiều nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, cơ quan thời tiết nhà nước Trung Quốc đã phải đưa ra mức cảnh báo cao nhất với các tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc, Vũ Hán, Sơn Đông, Sơn Tây vì những trận mưa lớn gây gián đoạn nhiều hoạt động trên diện rộng. Nhiều người đã phải sơ tán ra khỏi những khu vực bị ngập nghiêm trọng. Lũ lụt thường xảy ra trong mùa mưa ở Trung Quốc, cuốn trôi đường xá, hoa màu, nhà cửa. Theo trang mạng TikTok, một trong những trang mạng rất nổi tiếng của Trung Quốc, đăng tải những hình ảnh và những đoạn video cho thấy rằng đường xá bây giờ đã biến thành sông ngòi. Tất cả các vật dụng cá nhân của người dân đều trôi lênh láng xuống sông, xuống biển. Thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Thế nhưng một số quan chức nhà nước Trung Quốc vẫn chăn êm đệm ấm. Họ vẫn tiến hành các hoạt động xâm chiếm Biển Đông bằng việc điều tới 300 tàu thuyền các loại mang theo vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng, voi rồng và cả tên lửa ra ngoài Biển Đông để tiến hành tập trận với quy mô khủng nhất từ trước tới nay. Cục Hải quan, Hải quân của phía Trung Quốc cho rằng quân đội của Bắc Kinh sẽ tiến hành tập trận ở ngoài Biển Đông kéo dài một tháng, gây ra rất nhiều nỗi bức xúc cho các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà mưa to gió lớn vẫn tiếp tục đổ bộ vào phía Trung Quốc để hủy diệt Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, theo nguồn tin chính thống cho biết thì mối đe dọa mưa lũ đang tồi tệ hơn sau nhiều thập kỷ.
một phần do việc xây dựng tràn lan các con đập và các đê đã chặn dòng nước chảy giữa các sông, làm cho mực nước dâng cao. Các tuyến đê không chịu được áp lực cho nên nó sẽ bị vỡ. Theo một nguồn tin thân tín từ tình báo của Trung Quốc cho biết, thì phía Trung Quốc đã cho xây dựng tới 14 con đập lớn nhỏ kể từ đầu năm tới nay, gây ra nhiều thảm họa khôn lường cho ba con sông tương tự Mekong và sông Trường Giang. Đặc biệt là sông Trường Giang, Trung Quốc tiếp tục cho xây dựng một siêu đập lớn hơn cả đập Tam Hiệp, nhưng chưa được nhà nước Trung Quốc công bố cho thế giới. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong một bài phát biểu về dự báo thời tiết, Bắc Kinh đã báo động mưa lũ lớn nhất bất thường 31 ngày liên tiếp, và đây là ngày thứ 32 mà Trung Quốc phải hứng chịu những trận mưa to gió lớn. Cơ quan khí tượng của Trung Quốc phát đi cảnh báo về dông bão lũ lụt liên tiếp trong 31 ngày qua. Mưa lớn bất thường làm dấy lên mối lo ngại về thiên tai, lũ bùn và lở đất. Nếu như chúng ta quan sát những hình ảnh và những đoạn video được truyền tai nhau trên từ những người dân của Trung Quốc quay lại, chúng ta đều thấy rằng lũ lụt vì mưa lớn bất thường trong nhiều tuần vừa qua ở miền Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 106 người thiệt mạng và mất tích. Khoảng 15 triệu người đã chịu ảnh hưởng từ đợt thiên tai năm nay. Một số vùng ghi nhận tình trạng mưa lũ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Hình ảnh ngôi làng tại tỉnh Quảng Tây bị chìm trong nước biển được Tân Hoa Xã đăng tải vào trung tuần tháng 7 vừa qua. Theo tờ People News cho hay, thì cuộc chiến giữa đại dịch Covid thời gian vừa qua đã khiến việc chuẩn bị đối phó với mưa lũ không được đầu tư đầy đủ. Bộ nguồn nước Trung Quốc cảnh báo ba nguy cơ lớn mà các địa phương đang phải đối diện gồm lũ lụt trên diện rộng, tai nạn liên tiếp xảy ra tại các hồ chứa và thảm họa lũ quét ở miền núi. Theo hãng tin ABC News cho hay, thì kỹ sư thủy lực tại tỉnh Thâm Quyến phần lớn cho rằng hồ chứa nước cỡ nhỏ phía Trung Quốc được xây dựng từ những thập niên 60-70, bây giờ không thể đáp ứng được tiêu chuẩn cao. Chính vì vậy mà khi thời tiết cực đoan xảy ra, các hồ chứa nước này sẽ không còn đáp ứng được các mực nước của nó và nó sẽ bị vỡ là điều hiển nhiên. Cục khí tượng nhà nước Trung Quốc cảnh báo khu vực Tây Nam của phía Trung Quốc có khả năng đón nhận mưa lũ lớn nhất bắt đầu từ ngày 25 tháng 7, kéo dài khoảng 2 tháng. Lượng nước đổ về khu vực Trung và hạ nguồn sông Trường Giang tiếp tục tăng cao. Trong những ngày vừa qua, kể từ đầu tháng 6, đã có 5 đợt mưa to gió lớn. Tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc đón nhận tới cơn bão số 2. Cục khí tượng Trung Quốc cảnh báo dông bão và mưa lũ liên tiếp trong 31 ngày vừa qua đã làm ảnh hưởng nặng nề tới sinh hoạt của người dân cũng như hàng triệu gia đình phải di tản. Tổn thất từ đợt mưa lũ này tăng lên tới 25 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, một con số vô cùng lớn. Người dân đang phải nhận những đợt cứu trợ tại điểm lánh nạn tạm thời ở rất nhiều tỉnh như Tứ Xuyên do nhà nước Trung Quốc công bố. Ban chỉ huy phòng chống mưa bão ở phía Trung Quốc đã ra quyết định kích hoạt ứng phó khẩn cấp số 4, tức là cảnh báo cao. Tân Hoa Xã đưa tin tất cả các vùng miền ở phía Trung Quốc đang ngập chìm trong biển nước, lũ và nhiều khả năng sau đợt ngập lụt này, Trung Quốc sẽ đón nhận những thiên tai và dịch bệnh. Còn nhớ năm 2021, Trung Quốc đã đón nhận tới 41 cơn bão và trải qua hơn 3 tháng mưa to gió lớn, khiến cho tình trạng điện đường trường trạm bị phong tỏa và khắp nơi chìm trong nước lũ. Và chắc chắn trong vài ngày tới, các chuyên gia thủy văn thủy lợi và khí tượng của nhà nước Trung Quốc cũng như trên thế giới sẽ nhận định rằng Bắc Kinh sẽ còn tiếp tục đón nhận những cơn bão 3, 4, 5, 6. Và đây chính là một điều tồi tệ đang xảy ra với Bắc Kinh, và nếu như Trung Quốc không cẩn thận sẽ bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Mới đây thì Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc không tập trận ở đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trước thông tin cuộc tập trận kéo dài 10 ngày trên Biển Đông, Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình. Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông báo hàng hải của Cục Hải sự tỉnh Hải Nam Trung Quốc liên quan đến hoạt động diễn tập quân sự của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam luôn theo sát các diễn biến tại khu vực Biển Đông và thực thi chủ quyền tái phán trên Biển Đông phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Một phần khu vực thông báo hàng hải nêu trên thuộc vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam được xác định theo UNCLOS 1982. Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình, qua đó góp phần duy trì hòa bình, an ninh ổn định ở khu vực Biển Đông. Phía Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc về vấn đề này. Thông báo được đăng trên Cục Hải sự Trung Quốc cho hay cuộc tập trận diễn ra ở Biển Đông. Thông báo không nêu rõ quy mô của cuộc tập trận, chỉ nói rằng cấm tàu thuyền vào khu vực liên quan, một phần của khu vực nằm trên vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.
và Việt Nam trước đây đã lên án hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Chúng tôi dẫn liên tục cập nhật, chúng tôi vẫn liên tục cập nhật và gửi cho quý vị khi có thông tin mới nhất và chính xác nhất. Vâng, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.